Điểm mà em ấn tượng nhất về thầy Chausse là gì? Thầy em ấn tượng thầy tính thầy rất nóng. Đấy là trong tập luyện thôi đúng không? Vâng. Trong sinh hoạt thầy rất thoải mái. Với kinh nghiệm của bạn ở SEA Games cũng như là U23 châu Á năm ngoái thì bạn có tự tin về khả năng cạnh tranh của mình ở đội tuyển ở SEA Games năm nay không? Hôm nay chất lượng đội hình ở đội giờ năm nay cũng rất là tốt nên em cũng cần phải cố gắng nhiều nữa để có một suất tham dự ở SEA Games.